8 người đó. Mọi người coi game 7 năm. Ủa tính ra một nùi luôn á anh em. Trời tính ra 27 người trong đây luôn hả? Tính ra là 8 người đó. Không mình sao chịu nổi. Đấy, tôi cháy anh em luôn nè. Vô cái ma cái ủa tôi nhớ là tôi set up cái nhà tôi 8 người vô mà sao tới 28 người vô. Cái thằng làm game nó bất lực luôn á. Game này cho nó cho có 8 người thôi mọi người vô coi. À coi nè, thấy gì bật ti vậy anh em coi nè, lụ đang đúng đông luôn. Gì vậy? À, nhìn chán luôn á. Kiểu này con ma vô kêu ơi xí dừng khoảng chừng là 5 giây đợi em xíu. Sau đó hình như lắc hay gì á. Không phải lắc mà nó nói ủa sao nó không giống như kịch bản. Ủa cái này nó lạ lắm, không mấy cho em núp đâu. Không đúng đâu luôn, trời ơi. Đèn người cũng chết đây nè. Trời ơi, gì mà làm dữ vậy? À đúng là hảo game. Hảo game, đúng là hảo game. À game đó, chỉ được 8 người thôi. Lụ đạn rồi. Vô 28 người. Nó kêu mình là đi tìm cái farm kìa, rồi sao đi? Rồi, chuẩn bị quyền đóng người nè, coi 3 giây ra cái farm nè. À đi được rồi, đi được rồi, đi được rồi. Rồi đi được rồi. Tập người lên hết nha bà con. Game này vô rồi một đống người sợ gì nữa. Đúng rồi, cái này là tao nghĩ là con kia nó chính hù gì nói lần mấy chục người. Ừ, bơi ừ. Lấy, có vẻ như là giống như là cái tôi đã nhớ. Ông của tôi có cái một cái căn nhà ở đây. Tìm căn nhà, tìm cái nhà, tìm cái nhà, tìm cái nhà. Em nông chạy là ở đây nè, giờ tìm cái nhà. Bây giờ là em làm. Ui, quá hồn. Ok, nó có la không? Giờ nãy giờ tôi chờ nãy giờ. À không, không có la, không có la. Không có la, không có la, không có la. Cảm ơn Tâm nha, cảm ơn em, cảm ơn Tâm. Nãy giờ tao tôi chờ cái giọng kia chứ cô nó làm không mày la hết trơn. Trời ơi. Nãy vô một đám người ở đây mà không đi tìm được một cái chìa khóa trời. Nó kêu rồi đi tìm cái chìa khóa để mở cái cửa ra. Tìm chìa khóa, tìm chìa khóa. Lụm được chìa khóa rồi. Đâu ai tìm, có ai tìm đâu. Ủa nó không cho lụm ta. Ta lấy được chìa khóa trên xe nè mà nó lụm hoài không được. Ủa có không? À có người khác lụm đâu, đâu có mày lụm đâu. Nói nè, hey, rất vui khi mà được gặp các con ở đây. À, kể từ khi mà các con ở đây thì có thể giúp ta tìm được cái thùng xăng hay không? Nó nằm ở đâu đó trong một cái cánh đồng mà cánh đồng mà khôn. Cái gì vậy? Ồ, cánh đồng. Cánh đồng bắp ấy, gọi là cánh đồng bắp ấy. Game này nhạc nó ồn ghê luôn á thì cái chứ. Ông ơi, tivi hư rồi ông ơi, tắt tivi để tốn điện ông ơi. Ủa, vì sao nãy ai kêu là cái nhạc nghe hay mà? Nhưng mà cái nhạc này nó cứ dồn dập liên tục ấy, nghe nó nhức đầu quá. Thôi. Hà nè mới đầm nhau nữa. Phải quá ông ơi. Phải quá trời. Tao cứ thằng cu này ghê luôn á mày. Tôi nói thiệt với anh em, tôi chơi với hai anh em nó tôi áp lực lắm anh em. Lũ đạn. Làm gì áp lực trời. Cửa đóng rồi kìa. Đi kiếm cái gate đi, không phải. Đi kiếm cái cái crowbar. Ôi trời ơi, tính ra là tôi không làm được cái gì trong đây luôn á, tôi bất lực luôn. Mấy thằng điên này làm hết trơn. Ủa, đâu rồi, hai đứa rồi. Đây nè, cái farm này nè, ông ơi, cái farm là cái này nè. Đây, mở đây ra đi. Ừ, phải mở cái này ra nè. Bình tĩnh anh em, bình tĩnh. Tôi nhắc lại một lần nữa là anh em bình tĩnh. Ủa, cái farm này gọi là cái... À, đây nè, mở cửa được rồi nè. Đây. À, nó bị lát. Ừ. Lát. Rồi, nó kêu là tìm Cream Bucky. Ông ngoại để cái chìa khóa vậy. Tìm. Tìm cái chỗ cái mà ông ngoại để cái chìa khóa đó. Đây nè. Rồi, con lấy được rồi. Trời ơi. Cảm ơn ngay trái vừa khô, cảm ơn em. Tìm cái kỳ và quay về cái cửa. Anh có thấy cái cảnh mà đứng ở dưới đầu cầu thang mà lên buông chữ kiến luôn. Thì bở. Bây giờ là mình chỉ làm cameraman nữa không? Đó, mọi người vô đi đó, tôi sẽ làm cameraman, tôi quay mọi người. Cảm ơn Minh, cảm ơn em. Nó kêu là find the key and go back the gate. Key thì tao có rồi, nhưng mà ghét là ghét nào mới được. Vô đi, mọi người vô đi. À, cái đây nè, cornfield đây nè. Không. Mình phải đi qua cái cornfield mới được. Mình đi qua cái rau ba nó mở cái rau ba rồi giờ đút chìa khóa vô nữa là được cái bộ. Bên đây. Đâu nó. Đó, đúng rồi đó. Đi thẳng tới xíu nữa có cái chìa khóa, đúng rồi. Hãy mở. Nó kêu mình là mở, nó kêu mình là mở cái cornfield mà. Mở được không? Cái ghét là cái cửa nè. Đây nè, tao đang lấy cái chìa khóa nè, equip nè. Được đó, chưa mở được nè. Cãi phải như thế rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào. Cảm ơn nghe chết vũ, cảm ơn tôi đang đi trước, 100 anh em đang tiến vào ngôi nhà ma nha anh em. Thôi, chúng tôi đi với lẻ một mình này đông quá đâu luôn. 20 mấy người thì á, 100 người thì đi tới đâu là sáng rực tới đó, còn mà nó còn ma khỏi ra luôn. Nó kêu là cẩn thận quái vật kìa. Lần đầu tiên mà tôi thấy cái game nào chơi game ma mà nó sáng chân nguyên khu rừng vậy luôn á anh em. Đây này, bắp anh ơi. Cái bắp này là ngô nha, cái đồng ngô nha. Cái đồng bắp ngô bắp
Thường thường người ta nói ngô nhưng mà ăn bắp. Ôi, nó có quái vật kìa. Anh săn đi rồi, anh săn đi rồi. Ê, ai chết vậy? Ủa, sao chết trơn rồi? Còn vài người vậy? Go back to Rema, talk to him. Quay lại nói chuyện với ông bà nội rồi. Đó, có nói chuyện rồi. Trời ơi, các con đã tìm được. Con đã tìm được nó. Nó nói là bây giờ ông nói là bây giờ mình đi tìm cái bánh xe cho ổng. Rồi đất ơi. Kiếm gì bánh xe hả? Bánh xe, bánh xe á. Trời ơi, sao kiếm gì lộ vậy? Kiếm bình xăng gì tới cái bánh xe. Kiếm luôn. Thì nói chung là bây giờ mình đi sửa cái xe cho ổng, nó mục đích là vậy thôi. Kiếm cho ổng cái xe mới luôn đi. Tiền đâu mua? Trời ơi, mình là con mà tiền đâu mà mình mua mấy cái xe cho ổng trời. Không, ý là biết khi mà tụi bay thắc mắc. Gì vậy mẹ? Hết hồn đang nói chuyện thiệt. Ủa, ma gà mày ơi, ma gà đó. Cái đó người ta gọi là ma gà đó. Ủa, đâu rồi, tụi anh đâu rồi? Đây. Thấy rồi. Hello con gà, má mày hù tao hết hồn nha mày. Mày đứng đó. Con gà nó hút cho một phát, nó gáy một phát hết hồn. Ôi, nó kêu có con monster around cái facility này. Mà sao đi nãy giờ không thấy ai ta? Có, ủa ngoài này. Ngoài này. Nó đang bò như một con. Này, cô bé ơi, mà chậm thôi mà bò vô đây. Coi chừng chết đó, ngoài đó. Hết hồn mày, tao chưa tới. Đó, nó coi kìa. Con nào mà đi chậm đích lên trời vậy mày? Đó, đi tới. Coi cái cờ đùi của nó bự hơn cái cờ đít của nó nữa. Bạn ơi. Đỡ, vô đây em ơi. Đi kìa bánh xe đi mấy ông tướng. Trời ơi, đi kìa bánh xe đi. Ôi, nó giết một bài luôn kìa. Thì có nói rồi mà đi kìa bánh xe đi. Ấy bên đây nó có con gà nè anh. Đi bắt con gà chứ giờ con nói là đi bắt con đi lộn đi kìa cái bánh xe chứ đi bắt con gà chứ trời. Con gà treo cổ từ bẩn á. Có luôn. Dưới sân gà đúng ồn luôn á. Tào lao thì có chứ. Cảm ơn đất, cảm ơn em. Kiếm bánh xe đi. Má hết hồn. Má đang chạy tâm lý đang chạy đi dưới sau lưng hú hồn luôn má ơi. Họ đi kiếm bánh xe đi nè, tập trung nè, lũ đảng nó cạc hiểu hoài. Ô thấy rồi. Đó thấy chưa? Đấy, ở đâu vậy? Quái vật rồi. Tao đi kiếm cái đít quái vật ông ơi. Trời mày vũ luôn chí á. Tao cay thằng cun ghê luôn á. Kiếm cái xe đi mày không nói mày kêu cun hay cun con quái vật bên đây em làm coi đít nó không. Má với mày vụ nhỡ vụ nhỏ vậy. Tao tự nó tìm được bánh xe đó tìm được cái đít con quái vật. Ủa tao mới luôn có nghiệp 8 người chơi mà 20% người chơi vẫn không tìm được cái bánh xe. Cảm ơn đất, cảm ơn em. Nó tìm được đít con quái vật mới cất. Chìa khóa yêu rồi. Cô nào mở được à? Tao lại ăn cua luôn á, tao lại nó luôn á. Nào mà lại coi đít quái vật chung rồi, đứa nào cũng bị kẹt hết y chang luôn. Ủa, quay lại luôn rồi. Ủa, bánh xe nè, lũ đạn đâu anh. À, cái bánh xe đi nè, không ai thấy là sao? Hồi nãy đứa nào không mở cửa này ra? Tính ta mới mở cửa ra luôn á, lũ đạn. Chỗ nào vậy? Chỗ nào có bánh xe? Rồi, nó kêu là quay lại cái xe mà đi trốn thác rồi, có vậy thôi đó mà nó cũng tìm nãy giờ. Một đống chưa tìm xong. Trời ơi, má ơi, tổng tin luôn á, lụm cái bánh xe được gầu luôn á. Cũng hiểu luôn á. Nãy giờ có cái cửa không chịu mở, tức không? Ai biết đâu, cảm ơn Candy. Má lo dòm đít quá giật không à anh em. Đang chơi The Fan đúng không anh? Đúng rồi đứa Đức ơi. Hèn chi hồi nãy con thấy cái cửa nằm ở chổng mà đứa nào lấy cái chìa khóa cả đâu có biết đâu. Bây giờ tới hai mươi mấy cái mạng người trong cái game này làm sao mà có biết được. Nghe thằng hò cái dân tình nó mở ra được luôn. Tình. Ui cha. Tức ghê. Ui. Anh em vẫn đông nha. Ui tới. Hospital rồi. Cảm ơn Kenny, cảm ơn Ninh. À cảm ơn Minh. Ủa mình vô hospital được không? Hello Little Man. Nó kêu là hello Little Man. Cô cảm thấy bệnh ngày hôm nay. À ông bị bệnh, chở ông đi bệnh. À đâu, chở ông đi bệnh viện. Bệnh viện, hồi nãy là lụm được cái bánh xe rồi chở ông đi bệnh viện. Đúng rồi. Đó, à, đúng rồi, ông lúc đầu ông nói là ông bị bệnh ấy nên là nhưng mà xe ông bị hư nên là bây giờ mình phải sửa cái xe, sau khi sửa cái xe xong á là chở ông đi cái bệnh viện. Đấy. Nhưng mà một cái xe 4 chỗ như thế này thì làm sao cống được 20 mấy mạng người? Thôi đừng có thắc mắc những điều vớ vẩn. Mày thấy xe đạp đây không? Mày thấy xe đạp đây ông nội, xe đạp này không mà tống chục người rồi đó. Đúng rồi. Xe con cổng. Ai, anh có biết cái xe con mà nhét tới 18 người chưa? Rồi Ấn Độ. Sao lại văng game không? Rồi? Ôi trời ơi, tắt bớt đèn đi mấy đứa ơi, tắt bớt đèn đi. Quay lung linh. Ở đông người sáng chừng luôn á. Trời ơi, kêu ơi tụi bay tao thiết kế bệnh viện này tối lắm để hù tụi bay mà sao sáng dữ vậy? Thì lung linh quá. Nó kêu khám phá và tìm cái A ở đó, cơ bản mấy thanh niên này đi. Đó. Gì vậy? Sợ chưa? Đó gì vậy? Chạy đâu đi. Ừ vậy? Chạy ra. Con gì? Không có giật cái gì? Đó, gì vậy? Như cục cứt heo vậy. Ơi. Cục cứt heo đâu có đây? Ui. Đó. Rồi xong rồi nó giả cho mặt luôn. Rồi. Nó quỷ gì đó làm dữ người. Con gì vậy?
đi về miền cực nhọc. Ok, tao có mặt rồi nè. Chết luôn rồi. Thấy chưa? Bó tài. Tao thấy con cua gà vô cái giường tình đóng cửa. Cua thiệt tình. Đóng cửa thiệt à, đó à. Cái rìu, lụm cái rìu, ngon. Ở đâu cái rìu đâu, cái rìu đâu, giờ rìu đâu, rìu đâu. Cắm lên tường á bộ. Lụm. Ủa sao vô đường đó được hay vậy? Vậy? Sao vô đường đó hay vậy? Ủa tính ra vô cái đùng cái được liền luôn á. À, vô bằng đường này hả? À, còn bây giờ cứ đứng ngoài ra cho ra với. Trời ơi, đủ đẩy cái đóng cửa. Trời ơi, mất cửa giùm tao. Cản lại, cản lại. Ba bị chôn rồi, ba bị chôn rồi, đánh đấm gì nữa. Mọi người coi nè, anh em đông đứng đóng cửa. Trời ơi, đóng thật luôn á. Rồi rồi. Cảm ơn Minh, cảm ơn em. Ủa, sao trong đây có cái xác gì đây? Ủa, xác gì ghê vậy? Đóng cửa. Anh mới vô đi. Rồi, 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 được. Anh mới vô chưa? Tìm cái này và chém cái và đập bể cái plăng. Cái plăng là chắc chắn ở trong này rồi. Rồi tao yêu khép rồi đó. Rồi mở cửa ra tao vô tao chặt cái nè. Đây 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 đây. Để tao để tao để tao. Cái plăng đúng không? Alibaba vô đây. Vô 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 rồi vô tới bình thôi, vô đây cắt đèn cho nó chắc ăn chứ. Ôi ở đây có cái con dao nè. Đồ lông đao nè bộ. Ừ có gì đồ lông đao đâu em? Wow, nhưng mà mình đâu lấy được. Ôi ba mươi ơi quên ơi, cái này chơi gì nữa, trong mê cung này mà có hai mươi mấy mạng ở trong này thì chơi gì nữa. Trời ơi, có bánh xe hai mấy mạng kiếm 8 tiếng đồng hồ không ra, nói gì mê cung nữa. Đang không rồi, qua. Ủa sao qua rồi, nãy giờ cô có làm cái gì đâu. Lụm chìa khóa mở ra đâu? Trong khi mình bị díu quá vật không? Fan kiếm chìa khóa. Anh cứ đứng đó đây, đứng nhìn thôi. Ừ mày cứ chỉnh loa tiếp đi. Trời ơi. Ok. Ở đây có 500 anh em lo, mày lo gì không? Mày làm cameraman được rồi. Ngoại ơi, ngoại sao nằm ngồi này hoài vậy ngoại? Ủa mọi người coi thử coi hết rè chưa mọi người? Hết rè chưa? Hết rè chưa? Hết rè chưa? Medication. Ồ hết rè rồi hả? Ok rồi hả? Ờ ngon 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 ngon. Ai biết đâu? Phải để cho nó chắc chứ chứ bắt công nó rè nữa. Bây giờ. Ừ. Mọi người là phải hết game luôn á. Hết đâu mà hết, trời ơi, mới kiếm cái chìa khóa đem thuốc ra cho ông ngoại nè. Ông kia ông sợ bệnh viện không dám vô, ông đứng ngoài nãy giờ nè. Tính ra ổng khôn mới. Đem vô chứ. Tính ra ổng có hai mấy đứa cháu để làm gì. Khôn mới. Ngồi ổng kêu tụi bay chơi game chứ phải tao chơi game đâu, tao đi vô làm gì. Thôi hết rè rồi nha. Không biết được, không biết có phải do game không. Nhưng mà cơ bản khi mà anh nói ra là cái giọng nó vẫn rè luôn. Nên là không biết có phải là do game hay không nữa. Thôi sửa cái giọng lại đi. Ủa hết rồi hả? The fan kia mà, con mà. Ừ. Bắt ba đúng không? Chứ sao có thấy hết rồi bắt ba. Rồi anh em bấm nút F mở đèn nữa nè. Đó, sáng được khu rừng nào. Ngoại ơi, ngoại đâu rồi? Ngoại ơi, tụi con vô rừng làm gì nữa ngoại ơi? Cảm ơn Minh Khoa, cảm ơn Đức, cảm ơn Minh, cảm ơn NB Bình. Ui. Đứng sát cảm ơn đét à, thằng bé này nó vô rừng mà nó cảm ơn hoài, lát nữa hồi ma ra nó cắt mày giờ đó. Nè tôi đang cười hỏi là tôi đang làm cái gì ở đây nè. Đấy. Đó tự nhiên đang đi với ngoại, hồi ngoại đi mất tiêu luôn. Ông tôi nói cho tôi biết rằng hãy ở đây và đợi và ông ấy sẽ quay trở lại. Ôi ông đem con bỏ chợ rồi, lộn, ông đem con bỏ rừng rồi. Ê, tính ra ông đang bị bệnh và nguyên đám mình chở ông đi bệnh viện luôn rồi sao à, tự nhiên bị ở đây ông chán quá. Tôi đang cười hỏi là mình có thể đi khám phá xung quanh được hay không. Mà, ok đi khám phá xung quanh không đi. Ê con có động cái hang nào chui vô thì đó đi, bởi đi, vậy em với anh Mami đi nè, đi Mami để em dẫn anh đi. Ok ừ những người đó ủa ở đây nó có cái hang động nè, có chui vô đó, hang động rồi nè, vô nè thấy không. Ừ nhà wow, một cái hầm mộ nè mà cái nơi này có vẻ rất là cũ rồi, nó dường như là cũ còn già hơn cả ông của tôi nữa. Trời má lấy ông là so sánh với cái chỗ này. Có vẻ nó giống như là đang ở trong một cái ngục tù, ngục tối. Anh lui ra phía sau đi, anh coi nè, một bài nhúc luôn nè. Trời ơi. Cảm ơn Minh, cảm ơn em. Ủa, ôi, đạo đi khám phá cái thôi, cái ngục tối này thôi. Ừ, nhạc ồn quá. Tắt nhạc đi mấy bộ. Cảm ơn Dad. Hay nó nói là sử dụng lantern để mà thắp sáng. Khỏi luôn đi, bây giờ vô đây là lantern làm cái quái gì nữa. Tính ra để nhạc mà nó ồn biết rồi. Trời ơi, thằng cu nó chết rồi.
cô nó bị đâm xuyên đầu chết luôn rồi. Hey, trời tôi vô được rồi. Ôi. Hồi nãy em gáy quá nè, cái này nó ghét á cô, nó kêu em kêu ui mới chết con lần thua nó kêu vậy trời hả? Trời ơi nó đâm chết nữa kìa. Các cô chơi là tỉnh quen các bạn. Trời ơi nó đâm chết nữa rồi kìa. Bó tay liền luôn á chứ. Đi làm chìa khóa mở mấy cái cửa phòng kìa mấy bồ. Nó nói gì đó. Đây đây nè, đây nè, chú qua đây nè, chú qua đây nè, chú qua bên này nè. Ủa. Thật kìa. Tắt cái ký này được nhìn, tắt cái ký này nhìn nó ok hơn chứ nhỉ. Hình như rè cho game. Ừ đúng là rè cho game. Cái con game khốn nạn nè. Game chó chơi thật cái chứ. Đó chửi đi nó. Kia bị đâm đầu nè, kia bị đâm đầu nè. Đi là con đang có đứng lại rồi. Đó, đá thanh niên nó bị đâm đầu nè. Cầm snack sợ. Nà. Ủa sao mai sợ vậy? Sợ gì cũng điên. Cậu lao. Đây, cổng xích màu gì đây? Cổng xích màu gì đây? Đây, nó kêu nè, nó là khám phá cái cửa màu xanh này và tìm cái the cell room. À đây nè, cell room có người tìm được rồi nè, ngon. Ôi, có cái chỗ bay nữa là bồ, lấy cái chỗ đó. Thank God, bạn nó tìm được một ai đó để mà giúp đỡ tôi ra ngoài. Ê, chết tao thúi còn nguyên luôn, không ăn kìa ba. Sao biết chắc có thúi? Đó, ở dưới đất nó dơ kìa. Có vẻ như là tôi đã giấu cái chìa khóa này ở cái barrel ở trong cái phòng này. Hãy chắc chắn rằng đã lấy sẽ lấy nó và mở cái cửa. Cái cửa đó là sẽ cần cái chìa khóa đó. Khi mà bạn đã hoàn thành có cả các cái nhiệm vụ này thì hãy chắc chắn rằng là giải phóng cho tôi nhé. Phỏng giá, à lộn, giải phóng. Ủa game này bật mất một đất thôi mà nó ồn kinh hồn luôn á. Hỏi vậy đi cậu tai lắm, khỏi được nớt đi. Không được một đất luôn á. Tắt game luôn á, cậu cũng tắt luôn á. Thì tắt luôn chứ để nó ồn. Trời ơi, có nhiều người mục xương đây luôn nè. Anh ơi, anh xương ơi. Tôi sẽ tôi sẽ, nhưng mà tôi sẽ nếu tôi không cứu được bạn thì tôi sẽ trốn thoát. Tôi sẽ tự trốn thoát thì. Chơi bỗng dây sợ luôn á. Cô nó hỏi bạn ơi sao bạn chết vậy? Cái bộ xương trả lời: "Tôi bị cánh cửa đâm chết giống bạn nãy á." Nó kêu nè là unlock the red gate và sử dụng red key mà bạn đã tìm thấy. Ủa ai tìm được cái red key vậy? Ôi, trời ơi má ơi, mém sẽ đâm vô cổ luôn rồi. Red key đâu? Red key. Chết lên. Ai kìm được cái red key? Ai có red key kìa bộ. Cun hả? Đâu có, em không có. Không, cun nó hy sinh nãy giờ. Cun nãy giờ toàn chết không chỉ cun. Trời ơi, bất giỡn hoài. Làm gì đó giúp ích cho đời cái cun. Ui, ở đây nè. Ừ, cái này là cái nào? Ở đây nó cái đầu sọ cắn cái đừng nói đi nhìn đầu đi. Đừng nói là đi nhìn đít cũng quá giận đó nha. Không, nó nhìn đít mấy ông ở trong tù á, mấy bộ xương trong tù á. Trời đất ơi, nó bận, nó biến thái, nó bãi thiến lúc đó luôn hả? À. Em mày. Nhưng, liên quan gì cái tao? Đúng rồi, anh em giống nhau. Dù ủa, gì? Kho báu anh em à. Trời má ơi, kho báu mà vàng 4-9 má. Cái gì đây? Má, mê cung, chúng ta cần phải tìm cái chìa khóa đâu đó xung quanh đây. Ôi trời ơi, lại vô mê cung nữa. 10kg. 3-9 mà nó thêm dấu chấm nữa rồi. Ủa này đâu phải mê cung. 999.9kg hả? Hóa vàng 999.9 là đúng rồi, vàng 4-9 đó. 1000 gram là ký á. Ủa trong cái mê cung này. Ủa cái này là cái mê cung. À ra bên còn mê cung bên này nữa. Ôi trời ơi, sao đâu ra mà lắm thế nhỉ? Cái phòng làm phép nè anh em. Và bây giờ mình vô mày với anh cun đi vô cái mê cung giùm tao cái coi, nhanh. Trộn phép thuật nè anh em. Đó, giờ đây chúng ta sẽ bỏ một cái mê cung ngay chỗ cửa màu đỏ kìa. Hai con bay đi đâu vậy trời, đi đến lẻ đi nhìn đít quá giật như được gì? Đi thám hiểm. Cứ phải cái đi thám hiểm trong khi người ta đang cố gắng tìm đường thoát khỏi chỗ đây. Hai thằng lo đi nhìn đít quá giật. Cũng thường thôi bạn ơi. Ừ cũng thường thôi. Ô, tim ti. Tôi nghĩ là cái blue key này đã được sử dụng rồi. À, dù sao đi nữa thì cô cần phải tìm cái cửa blue key khác. Wow. Chết thúi rồi mày luôn ghê. Ui, coi xác à. Tìm chưa, nó có một cái cửa blue key khác nữa. Unlock the blue key trong cái blue key. Trời đất ơi, bây giờ phải đi vô cái blue key khác nữa. Rồi, thấy rồi, thấy chìa khóa rồi. Làm giờ, qua đây. Quay ra đi. Đi ra cái quay lại cái chỗ mà blue key á. Rồi đang đứng nghe blue key nè. Đâu. Nè, cái ổ khóa blue key nè, đang đứng chờ nè bồ, ra mở giùm cái. Đây, đang ra. Cái không thì dùng phép thuật á. Ừ, phép thuật anh cho cái bị biến tao, biến ngọt tới mày đi. Đây. Mày điên rồi, cái đó phép thuật telebot má. Ủa đi đâu ta, sao tới đây là lạc đường không biết đường đi luôn á. Rồi vậy giờ em nói cái gì nãy giờ với anh Thư, nghe gì có vami đây vậy? Đi xuống kìa, nó kêu đi xuống kìa, có biết đường ra đâu mà đi xuống. Nãy giờ làm trong này nó có biết đường đâu mà đi xuống. Tôi đang đọc tin nhắn. Ui, cười. Tại em nha Thư, tại cảm ơn mày, cảm ơn em. Blue key đâu rồi? Đây. Rồi đi ra được rồi, mừng quá. Đây.
tìm cái nút và nhấn vào nó sau khi hoàn thành cái bắt cua thì sẽ lượm được một cái key xung quanh khu vực đó. À ok. Ok, cái key xung quanh khu vực đó. À. Cái chìa khóa đi, mệt quá bắt bẻ nữa. Oh my god. Ui chị đây xác không à? Ở đâu? Lũ đạn sao lúc tao đi nó không nhìn được. Quá trời. Mày chết rồi hả? Gì? Mày chết rồi hả? Cuộc sống mà, sống chết đều vô thường. Ủa sao tao đi xuống dưới đây đâu, tao đâu có thấy cái chỗ nào mà nhảy bắt cua đâu ta. Từ từ rồi. À đây, đây 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 đây, cái này mới đúng, bước vô chỗ này nè. Hãy nó kêu mình là bước vô chỗ này. Vâng. Đông như kiến hay làm sao mà nó đẩy vô được trời, không hiểu luôn á. À, nó kêu là mình đứng lên mà. Giờ sao đứng trời? Từng người thôi. Đông thế nhỉ? Từng người thôi. À nhảy ở đây à? Để anh vào trước cho. Anh vào cỡ nào cũng chết thôi. Tào lao, lỡ tao vào được thắng sao mày con điên. Lu ra đi. Ra đi. Ủa? Để thằng côn đứng ngoài này nó dọn xương cái nó luôn rồi. Nó chết nữa giờ. Nó bắt tiêu cái nút luôn rồi. Con này nó trọng đích luôn nè. Vậy là có vậy là cái nút nó tiêu là bọn đi vô khác hả cả? Nút xanh đó hả? Ừ. À đi nè, có bi đi nè, có bi đi nè. Đi lên lầu đúng không? À đúng rồi, lên lầu, có bi đi nè, có bi đi nè. Rồi ok. Ôi mẹ cái gì ghê vậy ơi. Góc nhìn tối nha, cái này khó nha, không dễ đâu nha, khó đó, đừng đùa. Rồi đi trước đi để tránh đông đúc dân cư đông đúc dễ bị ủa rồi đi hướng nào đó à đi lên. Lên đi lên cao Ok, con qua được rồi. Ui. Gì vậy ba? Ui. Con gì vậy? Đạo phạo rớt chết luôn rồi. Không hiểu luôn. Rồi, read the other side, đi qua bên kia đường nào? Đi qua bên kia đường. Ủa đi qua à hướng bên kia hả? Kia ra soi đường đi mày. Tao có thấy đường nào đâu soi. Soi đông anh em đông soi đường anh em. Không nhảy đường ra, nhảy thử ra. Có khi nào là mình phải nhảy xuống dưới đó không? Ba, nhảy xuống nè. Nhảy xuống đây hả? Cho em qua dưới coi. Ở dưới đó. Bậy bạ dưới đó là cái đường đi lên con điên. Không phải rồi, bậy bạ không à. À đứng bên này rồi nó không có hiện cầu thang lên đó ta. Vâng, à, tao nghĩ là phải đi qua lại bên này nè. Nó sẽ có một cái đường. Nó sẽ có một cái đường nào đó để mà mình đi lên. Phòng. Ấy em mở được gì kìa? Đó. Đó, có ai mới mở được cái gì đó, đúng rồi đó. Mở được chưa? Rồi, mua tu đợt 3 và sau khi đó thì quay lại cái... không có dịch được, quay lại cái Sibo để mà trốn thoát. À, Sibo là cái chỗ xanh xanh nãy. Không. Nó kêu mình là di chuyển cái ba là di chuyển cái thanh hay là cái gì đó. Di chuyển cái thanh á hả? Ừ, nó kêu là di chuyển cái thanh gì đó sau khi di chuyển xong á thì quay lại cái chỗ Sibo à. là sẽ win. Di chuyển vô quanh đó xong rồi nhảy xuống cái lỗ này là ấy nè. Ừ. Di chuyển cái này hả ta? Kéo đi được không? Cái cục này nè. Cục gì? Tao đang mở được chưa? Tao đang quay lại cái cửa màu đỏ nè, đợi xíu. Ê cun có đồ chơi cun ơi. Cái búa con thò nè cun. Ừ, cửa này mở được rồi nè. Ôi giời ơi. Cửa mở rồi, Bami ơi, cửa mở rồi. Đi Bami ơi, đi. Chết nha, con chết nha. Cửa mở rồi nha, cửa giữa mở rồi, Qua đi. Từ bình tĩnh nè. Ê! Tổng lao vậy? Thấy được chìa khóa vàng rồi nè. Tôi qua nãy giờ rồi. Đây, win rồi đó, hay chưa? Game này tôi có chơi cái gì đâu. Ngục tối này rất là bự. À, sao cái ngục tối này nó bự dữ vậy ta? Rồi, mấy công luôn. Hoài đành đâu, hoài đành lưu chấm cơ bột rồi. Mà game này tôi có chơi được cái gì đâu. Nãy giờ tôi vô là tôi cảm thấy bất lực là gì thứ nhất đi. Nhìn nó đi, con này đứt bự nè. Ủa, sao hai nó vẫn còn ở đó vậy? Đó, con đứt bự kìa. Đó, này thì ủa chưa chết hả? Ủa, con win rồi mà. Sao hai con ấy chưa vô nữa? Lên ngó con, đó, nhìn đứt chết nè. Đó. Ê, hai đứa. Vỗ đứt nó cun, quá giật kiếm em. Ơi. Tao nói là vô đi xong game rồi. Thì đang vô nè. Ủa còn mê cung mà sao tôi bị kẹt ở đây vậy? Mê cung mà, ba mày lú á ba. Trời ơi, đang mê cung nè má. Ủa vậy bản đồ á, sao em đi theo bản đồ ta? Hay là đi trực... Xe cho mọi người coi đó. Chỉ có điều là không nghe được cái mic của tôi thôi. Con ai? Nhìn bản đồ đây con ai? À nè. Đúng rồi, kia giờ nó đang ở không để trả lại cái cửa để cho ông kia nó coi bản đồ. Đúng rồi. Đây. Đây nè, cái cửa đâu rồi? Cửa này đúng rồi nè.
Đúng rồi, từ từ kia kia chỉ đường nữa kia. Hả? Có nghe tiếng con nói không? Đi ỉa rồi. Chắc chắn là không. Rõ kia đi. Rồi tông kia nó đi đái luôn rồi. Trời đất ơi, hai thằng khốn nạn. Cái gì thật chứ? Ủa? Ủa? Ở kìa. Ơi, tụi tôi lạc đường mà fan vô được rồi. Đó, mày nó chấp tao bộ bên này á. Cái quần quẹ gì vậy? Thấy chỗ kia rồi nè, phải không? Ủa, nó nè. Trời hello bạn. Tụi tôi vô rồi nè. Cái con kia này nó lỗi vãi chưởng. Anh em thông cảm nha, tại vì anh em chơi game này anh em đông quá nên là anh em thấy không, đó sự lợi hại của khi anh em chúng ta đông á, là anh em chỉ cần mà la xì bùa cái là tự nhiên vô cửa luôn không. Khổ tâm thì chứ tao bất lực thiệt luôn á mày. Tao bất lực thiệt luôn. Ủa xong game rồi hả? Ủa phải đôi.